Cuối năm 2015, xã Tể Lỗ, huyện Yên Lạc đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên đến nay, thực trạng ô nhiễm môi trường tại đây đang diễn ra phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Xã Tể Lỗ hiện có hàng trăm hộ kinh doanh mua bán ô tô cũ, sắt thép phế liệu với quy mô lớn. Tại khu vực cụm công nghiệp, làng nghề và các tuyến đường trung tâm của xã Tể Lỗ, tình trạng khói bụi, khí thải, tiếng ồn do một số nguyên nhân từ hoạt động của các hộ kinh doanh và các phương tiện giao thông vận tải tạo nên một không gian chật chội, ngột ngạt, rất khó chịu. Vấn đề ô nhiễm môi trường tại đây nhiều lần được cử tri của địa phương phản ánh tại các kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Tuy nhiên, đến nay, tình trạng trên vẫn chưa thuyên giảm, người dân vẫn ngày ngày phải đối mặt với nguy cơ bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Một nguyên nhân lớn dẫn đến ô nhiễm môi trường tại đây là tình trạng các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường để làm nơi tập kết hàng hóa, gây cản trở giao thông. Tuyến đường hai chiều lối vào ban quản lý cụm công nghiệp làng nghề xã Tể Lỗ, một chiều đi của tuyến đường đã bị các hộ kinh doanh lấn chiếm hoàn toàn để tập kết hàng hóa, không còn là đường đi. Nói chung là cái đường đôi này thì nếu mà nó dẹp gọn thì đi được hai bên, chứ không chỉ được một bên thôi. Còn bên kia mắc hết hàng hóa. Để dân bỏ tiền ra đắp đường nhưng mà cuối cùng coi được đi có nửa. Người dân mong mỏi các cấp, các ngành vào cuộc tích cực để sớm trả lại không gian và môi trường trong lành cho xã nông thôn mới Tể Lỗ.